chúng ta sẽ tiến vào được khu như vậy. Một phần lớn là sự có mặt trong bộ cuộc thi ngày hôm nay, và tiếp theo là đặc biệt sư định đã vì sự cơ hội và đã tặng quà cơ hội tuyên bố rất là nhiều. Cho nên thư ký cho biết từ năm nay bà con đã mở lòng sẵn sàng cơ hội một số tiền cũng khá ít qua việc chơi lô tô, qua việc chơi rút số, và những quý vị mạnh thường quân cũng đã đi vô sổ vàng rất là nhiều. Tôi xin đại diện cho hội thành thật cảm tạ quý vị. Và đương nhiên là bên cạnh những ân nhân đó, chúng ta còn có những anh em cộng tác viên đã giúp đỡ cho chúng ta trong ngày hôm nay để vừa văn nghệ được hoàn toàn được thật thần vui vẻ. Và đặc biệt nhất là chúng tôi xin cảm tạ anh Huyền đã cho mượn cái đàn karaoke hôm nay chơi rất là tốt. Và bây giờ chúng tôi xin thay mặt cơ hội có một chút quà để xin tặng anh Huyền, tôi như một lời cảm tạ anh đã sẵn sàng rút cơ hội những cái ngày Tết và những năm qua, và hôm nay rất là tốt. Vâng, chúng tôi xin có một món quà. Dạ, cảm ơn bà. Vâng, dạ, xin thành thật cảm tạ anh Cường đã cho một cái giảng cao về thật là tốt đẹp. Xin mọi người có một tàn sáu tay. Dạ. Vâng. Và tiếp theo là chúng ta cũng phải cảm tạ ông chủ của hội trường Tôn Quảng Gia đã sẵn sàng cho chúng ta mượn hội trường để có ngày vui đầu xuân hôm nay rất là tốt. Để tôi xin nhờ anh Dập để nói đôi lời tiếng Hòa Lan cảm tạ ông chủ nhà đã cho chúng ta chơi vui xuân ngày hôm nay rất là vui. Nu willen we graag de zaalbaas even bedanken. Dat is om die zaal aan de jaren laten huren. We hebben nu al 12 jaar samengewerkt. En wil Martijn even naar voren komen? Geef Martijn even een... Zien dan... Dan moet dan voor altijd zich nog niet bij. Dankjewel Martijn. Hier hebben we een cadeautje van jullie. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Nãy anh Thịnh đã nói lời cảm ơn của quý vị rất nhiều, nhưng tôi muốn biết hôm nay quý vị đã hồi được bao nhiêu không nè? Muốn biết không? Muốn la lớn một tí đi. Ok, hôm nay tiền ủng hộ nghe là 674 đồng. Cảm ơn quý đồng hương rất là nhiều. Còn nữa chưa hết. Tiền bán vé số bingo là 305 đồng. Đồng này chưa có tính tiền chi là bao nhiêu. Tiền bán vé số lấy hết vé màu vàng, vé màu hồng là bán được 298 đồng. Chỉ hết 130 đồng, còn lại 168 đồng. Tổng cộng lần này quý bà con đã ủng hộ 1147 đồng. Cảm ơn quý đồng hương rất là nhiều. Trước khi chuẩn bị chương trình disco, thay mặt ban văn nghệ rất là cảm ơn quý vị. Chương trình disco và hẹn gặp lại quý vị ngày 25 tháng 2 tại chỗ này qua cái ban nhạc Biết Tình Nhạc Sống ở đây. Xin chào đón quý vị. Welcome of February 20th February. Xin chào, cảm ơn. Disco.